Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Map Bắp và Truyền Ma Bắp Đọc Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê. Ở tập trước, Tư và ông Phúc đã cùng với nhau đi đến ngôi mộ của con quỷ đó, và sau đó là Tư đã dán lá bùa và thu thập những cái nắm đất để mà quay trở về. Nhưng mà trên đường trở về, có một lần chạy ngang qua gốc đa bị gió thổi bạc bay luôn cái nón, thì không biết lúc đó có bị bà hàng nước phát hiện hay không. Nếu như mà bà hàng nước bà thấy và bà phát hiện ra thì rất có thể là tối ngày hôm đó thầy Tàu và Tư sẽ rất là mệt mỏi, bởi vì sẽ bị những cái người dân trong làng đến và bắt đi. Và thêm vào đó nữa, tập ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể nhìn thấy bộ dạng của con quỷ đó. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào thì bây giờ bác sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Ông Phúc hỏi tiếp. Mà sao ban nãy cậu lại trồi lên được thế? Tôi cứ tưởng cậu bị chết đuối rồi chứ. Không hiểu sao tôi càng kéo thì càng thấy nặng. Chậm một chút nữa thôi là tôi cũng bị rơi xuống nước rồi. Chap 22, tiếng chuông 12 giờ đêm. Tư vừa đi vừa đưa tay lên cổ sờ lấy chiếc vòng, có chiếc vòng bao nhỏ, rồi nhìn ông Phúc khẽ nói. Là sư phụ tôi cứu tôi đấy. Trước lúc đi, sư phụ có cẩn thận bảo tôi đeo lại chiếc vòng mà lần trước tôi với ông đi đến nghĩa địa ấy. Ông còn nhớ không? Ông Phúc gật đầu. Có chứ. Cái lần gì mà liên quan đến ngải ngủng gì đó, phải không? Tư đáp. Đúng vậy. Sư phụ nói dù sao ông cũng ở nhà, không biết được ở đó có xảy ra chuyện gì không. Bởi vậy ông nói tôi đeo chiếc vòng này vào, nếu không may xảy ra trường hợp bất trắc thì ông sẽ giúp được phần nào. Ông Phúc thở phào nghe Tư nói tiếp. Cái lúc nhảy xuống mương đi vào bờ kênh này, chẳng hiểu sao chân tôi cứ cứng đờ không di chuyển được. Mà chỗ bùn dưới chân thì càng lúc nó càng lún sâu xuống, giống như nó hút mình xuống đáy vậy. Lúc ông đưa đoạn tre ra, tôi vẫn cố nắm được, nhưng không tài nào cựa quậy nổi. Đang lúc chìm xuống thì tôi cảm nhận được có sự xuất hiện của sư phụ bên trong tôi. Mồm tôi lẩm bẩm đọc cái gì đó, nhưng mà không phải là tôi đọc. Sau đó thì cơ thể tôi cử động lại được, nên tôi mới trồi lên chứ. Cũng may thầy tôi lo xa, tính toán kỹ lưỡng, không thì giờ này có mò cũng không thấy xác tôi rồi. Chủ quan quá. Ông Phúc hỏi. Mà nãy giờ quên không hỏi cậu, ngôi mộ đó trông như thế nào? Tư trả lời. Chắc do đã quá lâu, hoặc nó được xây lên với mục đích khác, cộng với việc bị cỏ dại che phủ, tôi cũng chưa nhìn hết được ngôi mộ. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một nắm đất nhô cao, đằng trước có một tấm bia đã bị vỡ gần hết, có một khoảng vuông được trát bằng xi măng. Sư phụ dặn tôi không được làm bừa, nên tôi cũng không dám xem kỹ. Mà ông cũng thật là, khi đó không kéo được tôi lên thì phải buông tay ra mà chạy chứ, lỡ đâu bị lôi xuống chết cả thì sao? Ông Phúc đáp. Thú thật với cậu, khi đó tôi cũng sợ lắm, cũng xích chút nữa thì buông tay rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố kéo, mồm lại còn định hét toáng lên nữa chứ. Cũng may mà cậu trồi lên kịp. Câu chuyện dọc đường cũng kết thúc khi Tư và ông Phúc về đến cửa nhà. Và đúng như thầy Tàu dặn, về đến cửa, trên tay Tư vẫn còn một ít đất được lấy từ nấm mộ đầy nguy hiểm. Chưa kịp gọi cửa, thầy Tàu đã mở. Tư bước vào trước, ông Phúc ngó nghiêng một lúc rồi mới vào sau. Nhìn Tư, thầy Tàu nói. Con bất cẩn quá, ngay từ lúc đặt chân lên gò đất, con đã động chạm đến nó rồi, cũng may mà ta cứu kịp. Tư cười xòa rồi dỡ bọc giấy dầu ra nói với thầy Tàu. Sư phụ, con đã làm đúng như lời người dặn, chỗ đất còn lại này tính sao ạ? Thầy Tàu đỡ lấy chút đất còn sót lại từ Tư rồi khẽ đáp. Ta đã có dự liệu, tuy vừa rồi rất nguy hiểm nhưng chắc chắn nó sẽ đi tìm con. Kẻ đã đến phá ngôi mộ, nhưng như thế cũng đúng chủ ý của ta rồi. Đêm này sẽ là một đêm khó ngủ đây. Về chỗ đất này ta sẽ dùng để dẫn dụ nó lên trên tầng 2. Có lẽ... Đang nói, thầy Tàu đột nhiên dừng lại nhìn Tư và ông Phúc. Có lẽ hai người nên đi khỏi đây. Chuyện hai người làm đã xong cả rồi. Việc còn lại rất nguy hiểm. Không biết ta có chống lại được nó hay không. Chính vì vậy các người mà ở lại sẽ bị liên lụy đến tính mạng. Đi ngay bây giờ đi. Tư vội vàng nói. Không được đâu sư phụ. Con mà bỏ thầy đi lúc này, sau này sao con còn dám sống. Hơn nữa chính thầy cũng nói việc này rất nguy hiểm. Chẳng phải có con ở lại thì thêm người thêm sức mạnh hay sao. Con không đi đâu cả. Có đánh chết con cũng không đi. Ông Phúc tuy nãy giờ rất sợ hãi, tim ông đang đập thình thịch bởi nãy giờ chứng kiến Tư suýt chết, ông cũng lạnh cả sống lưng. Giờ biết tin con quỷ sẽ đến đây tìm người, ông càng run hơn. Nhưng ông lại nói. Tôi cũng ở lại.
Hai thầy trò Tư nhìn ông Phúc ngạc nhiên. Ông Phúc cố gắng bình tĩnh đáp. Tôi không sợ, nhà này cũng là nhà của tôi. Tôi phải ở lại để giết nó. Thầy Tàu khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết phải nói sao nữa. Đúng là không sợ chết mà. Tư sốt sắng. Con dù sao cũng là đệ tử của thầy cơ mà. Thời gian cũng không còn nhiều. Thầy có điều gì cần làm cứ nói với con. Thầy Tàu đáp. Sẽ vẫn như lần trước thôi. Nhưng giờ bỏ những thứ hôm qua đi, thầy mới lại toàn bộ. Vấn đề quan trọng vẫn là khi nó đi lên tầng 2 thì con và chủ nhà đây phải lập tức dán những lá bùa ta đưa lần trước vào tất cả các lối ra vào, cửa sổ. Sau đó lặng im chờ đợi. Nếu ta xảy ra chuyện, hai người phải bỏ chạy ngay. Lúc đó hãy thông báo với dân làng. May chẳng sẽ có người tin. Cứu được ai thì cứu. Tư cùng ông Phúc gật đầu rồi đi chuẩn bị cho thầy Tàu những thứ thầy dặn. Tư cũng đi tắm rửa thay bộ quần áo vừa nãy ra. Trời tối dần, lại là những tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu ra rã bên ngoài vườn rau. Tất cả đã được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nó đến mà thôi. Tiếng đồng hồ vang lên rõ mồn một trong đêm tối. Không gian im lặng đến rợn người. Chiếc đồng hồ quả lắc bên ngoài bỗng dưng vang lên 12 tiếng, báo hiệu lúc này đã là 12 giờ đêm. Ông Phúc rung lên bần bật, khẽ nói nhỏ với Tư. Cái đồng hồ đó đã hơn một năm nay không kêu rồi. Vì nó vẫn chạy tốt nên tôi tiếc không vứt đi. Sao nó lại kêu đúng vào lúc này chứ? Tư đưa tay lên miệng ra hiệu, bảo ông Phúc im lặng. Ông bình tĩnh lại đi, có thể nó sắp đến đấy. Đừng sợ. Miệng nói để trấn an ông Phúc, chứ thật ra khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc vừa vang lên hồi thứ nhất là Tư cũng đã giật bắn người, hồn suýt rời khỏi xác rồi. Giữa đêm lại đang trong bầu không khí hồi hộp, lo sợ, vậy mà chuông đồng hồ vang lên. Còn đáng sợ hơn, khi ông Phúc nói cái đồng hồ đã không kêu một năm nay. Đột nhiên, Tư nín thở vì vừa có một tiếng động phát ra. Tiếng khóa trong lẫn thanh chèn cửa chính vừa rơi xuống đất. Mọi người đều dự đoán nó sẽ đi vào từ phía cửa sau, nhưng không phải. Cánh cửa chính đằng trước đang từ từ mở ra với những âm thanh gai người. Vì sợ dân làng đến tìm nên ông Phúc mấy hôm nay không chỉ khóa trái bên trong mà còn cẩn thận chèn thêm một thanh gỗ to chắn ngang cánh cửa. Giờ đây cả ông Phúc lẫn Tư đều đang ở trong phòng, vậy mà cánh cửa vẫn tự mở ra một cách đầy kinh dị. Tư phải lấy tay che miệng ông Phúc lại vì sợ ông ta sẽ hắt xì như lần trước. Bản thân Tư cũng lạnh cóng người khi cái bóng đang đổ trên vách tường có hình dáng của một con người rõ ràng cả tay, đầu, chân. Và cái bóng đó đang từ từ tiến về phía trước. Khi cái bóng lướt qua cửa phòng, Tư mới dám thở. Nó không vào đây. Nó đi thẳng lên cầu thang tầng 2 mà không một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Ông Phúc ú ớ rồi lấy tay đập vào tay Tư. Lúc này Tư mới nhận ra, vì quá căng thẳng, Tư quên mất mình đang bịt miệng, bịt mũi ông Phúc. Suýt chút nữa thì ông ta bị Tư bịt cho tắt thở. Vội buông tay ra, Tư nói. Nó lên tầng 2 rồi, nhanh làm theo lời sư phụ tôi dặn. Ông dán bùa ở trước, tôi dán ở phía sau. Nhanh lên. Cả hai chân tay đang rung lên từng chập, cố gắng đứng dậy bước từng bước chậm chạp để dán những lá bùa thầy Tàu đã giao. Trong khi đó ở tầng trên mọi thứ vẫn im lìm, không một tiếng động. Tư lo lắng. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Chap 23, Quỷ Chiến. Ở bên dưới mọi chuyện đã được làm xong. Tư không biết trên tầng trên đang xảy ra chuyện gì. Bất ngờ cánh cửa tầng trên đóng sập lại. Ở bên trong căn phòng của con gái ông Phúc, sau khi con quỷ bước chân vào giữa căn phòng, cửa đột nhiên đóng lại. Ở dưới nền nhà, thầy Tàu sau khi đọc xong câu chú, một vòng tròn lửa xuất hiện bao quanh con quỷ. Tiếp đó, thầy Tàu đưa tay giật mạnh tấm vải đen đang phủ trên một dãy gương đã được dựng sẵn xung quanh các bức tường trong phòng. Ánh lửa phản chiếu vào gương khiến cả căn phòng trở nên bừng sáng. Con quỷ nhìn thấy gương thì ôm đầu, ôm mặt nghiến lên những tiếng kêu đầy đau đớn. Thầy Tàu vẫn tiếp tục ngồi trên giường, mồm niệm chú nhìn con quỷ đang quay bốn phương tám hướng nhưng không tìm cách nào thoát ra được.
Dường như con quỷ khi nhìn vào gương rất hoảng sợ bởi chính hình ảnh của mình. Lửa từ trận đồ khiến từng mảnh thịt trên người nó đang dần rũ xuống. Tưởng chừng cứ duy trì như vậy thì việc giết con quỷ sẽ thành công. Nhưng không, càng về sau con quỷ càng trở nên hung dữ. Thầy Tàu thì không thể duy trì được sức mạnh của bùa yểm trong phòng như lúc ban đầu. Lửa dần dần yếu đi. Chớp đúng cơ hội đó, con quỷ nhắm mắt lao về phía những tấm gương, dùng đầu hút mạnh khiến phân nửa gương trong phòng đều vỡ nát. Tiếng gương vỡ kêu loảng xoảng trong đêm tối khiến ai cũng phải rùng mình. Dưới sàn, lửa chỉ còn lại những đốm nhỏ đang lay lắc như chính hơi thở của thầy Tàu đã dần dần trở nên yếu đuối. Con quỷ không biết nói, nó mở đôi mắt đỏ làm như máu nhìn về phía thầy Tàu rồi nhe nanh lao nhanh về phía trước. Nhưng bất ngờ, nó tiếp tục gào rú lên trong đau đớn. Bởi khi nó chưa kịp lao đến nơi, thầy Tàu đã hắt một thứ nước gì đó được giấu sẵn ở sau lưng vào mặt, vào toàn thân con quỷ. Ngay khi con quỷ vẫn đang gào thét, thầy Tàu nhảy khỏi giường, trên tay cầm một chiếc búa gỗ. Một cây đinh đã được nhúng qua máu của gà trống. Ông liên tiếp đóng đinh tạo thành những lỗ sau lưng con quỷ. Sau mỗi lần đóng, ông lại ấn mạnh một hạt táo Tàu vào cái lỗ vừa đóng đinh. Khi đóng chiếc đinh đến lần thứ ba, thì thầy Tàu thét lên đầy đau đớn. Cánh tay cầm đinh của ông đã bị con quỷ tóm chặt, cổ tay của thầy Tàu dường như bị bắp gãy chỉ sau một cái nắm mạnh. Nhìn sát, mặt thầy Tàu khá hoảng sợ khi biết mình đã thất bại trong việc tiêu diệt quỷ. Hai con mắt đỏ lòm cùng khuôn mặt nhão nhoét những mảng thịt thối đang rũ ra sau khi bị tạt thứ nước kỳ lạ của nó nhìn thầy Tàu như muốn ăn tươi nuốt sống. Lập tức, nó đáp thầy Tàu vào chỗ gương còn lại một cú mạnh như trời giáng. Trong phòng lúc này chỉ còn duy nhất một đốm lửa đang cháy yếu ớt. Thầy Tàu nằm trên những mảnh gương vỡ cũng đang thổ huyết, nhuộm đỏ các mảnh gương. Tất cả những thứ thầy Tàu bày ra trong căn phòng cuối cùng cũng không giết được nó. Mặc dù cái xác con quỷ lúc này phần thịt thối đã mục rũ ra khá nhiều, chỉ còn duy nhất phần đầu là nguyên vẹn. Hết sức lực, thầy Tàu gắng gượng chống bàn tay còn lại, ngước lên nhìn con quỷ, miệng khẽ nói. Ta thất bại rồi. Con quỷ vẫn còn khá đau đớn sau những tổn thương từ khi bước vào phòng nó phải chịu. Tuy là con quỷ có sức mạnh nhưng dường như việc thân xác đang bị rũ ra khiến nó di chuyển khá khó khăn. Nó cần ăn thịt người để bù đắp lại những vết thương đang phải nhận. Nó tiến về phía thầy Tàu, toàn xé xác thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp bung ra. Từ lao vào trong, thét lớn. Sư phụ, thầy có sao không? Vừa nhìn thấy con quỷ với hình dạng ghê tởm, chỗ có thịt thì đang thối rữa, chỗ không có thịt thì lòi xương đen xì. Mắt nó đỏ lòm, cái lưỡi đang le dài đầy kinh hãi. Thầy Tàu cố lấy chút sức lực hét lên. Chạy đi, chạy mau đi. Từ lúc này quá sợ hãi đến chân tay bủn rủn. Dường như sau khi nhìn vào mắt nó, chân Từ trở nên cứng đơ không thể di chuyển. Cảm giác giống như lúc ở dưới mương buổi chiều. Còn quỷ nhận thấy việc ăn thịt người trẻ tuổi sẽ tốt hơn bởi dương khí Từ Từ mạnh hơn thầy Tàu. Nó tiến về phía Từ lúc này đang chôn chân tại chỗ. Càng lúc những mảng thịt rơi ra từ người nó càng nhiều, nhão nhét, hồi thối. Tư sợ hãi rung lên từng cơn. Nhưng khi vừa chạm được vào Tư thì con quỷ một lần nữa bị đập một cái khá mạnh từ đằng trước thẳng vào đầu. Đó là ông Phúc. Chẳng hiểu lấy được can đảm từ đâu mà ông Phúc tay cầm thanh gỗ to chèn ở cửa chính chạy thẳng lên tầng. Cái đập của ông vừa kịp lúc khi con quỷ tiến sát đến gần Tư. Không chỉ một cái, vừa đập ông Phúc vừa la lớn. Tao giết mày, tao giết mày, chết đi. Chết đi, mẹ thớ quỷ dữ. Vừa đập thẳng tay, ông Phúc vừa chửi. Bao nỗi sợ hãi biến hết thành sức mạnh của thù hận. Nhưng nó vẫn không chết. Thanh gỗ bị nó bóp cứng trong sự ngỡ ngàng đến run rẩy của ông Phúc. Từ lúc này cũng đã cử động được bởi con quỷ đang hướng mục tiêu về phía ông Phúc. Tuy nhiên Từ vẫn quá sợ hãi. Chỉ một cái quăng tay, ông Phúc lẫn thanh gỗ bị quẳng mạnh vào tường như một món đồ chơi. Ông Phúc ngất xỉu sau cú va đập mạnh. Con quỷ gào lên đau đớn bởi nó bị đâm từ phía sau. Thầy Tàu tiếp tục lấy đinh đâm vào huyệt sau lưng con quỷ. Ông ôm chặt lấy nó nhìn Tư, nói những tiếng yếu ớt. Máu từ miệng ông chảy ra càng lúc càng nhiều. Con Tư, mau mau chạy đi, chạy đi. Dứt lời, ông không còn sức để nói nữa bởi cánh tay còn lại cũng đã bị vặn nát. Nhìn sư phụ đang bị giết một cách từ từ, Từ gào lên trong tuyệt vọng. Hai bàn tay đang run khẽ nắm chặt lại, tiếng nghiến răng ken két đến chảy cả máu môi. Từ móc tay vào túi lấy ra một vật gì đó rồi lao thẳng về phía con quỷ đang bị thầy Tàu níu chặt, miệng hét lớn. Tao giết mày! Liên tiếp, Từ dùng vật trong tay đâm nhiều nhát vào phần ngực con quỷ.
con quỷ rú lên kinh hãi sau từng nhát đâm. Như một kẻ điên dại, Tư càng đâm mạnh, mắt Tư trợn lên, hai tay nắm chặt đồ, Tư cứ thế đâm trong hoảng loạn cho đến khi Tư không còn sức để đâm nữa. Con quỷ từ phần đầu xuống phần ngực bị đâm đến nát hết cả xác. Tư thở dốc, hai tay lúc này lại run lên, nhưng không phải run vì sợ hãi mà vì con quỷ đã bị Tư giết chết. Buông con dao đỏ như máu rơi xuống sàn, Tư nhìn sang bên cạnh thầy Tàu cũng đang đau đớn bởi những vết thương. Thầy Tàu vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu ớt. Tư vội đỡ thầy dậy, gọi lớn: "Sư phụ, sư phụ tỉnh lại đi." Thầy Tàu mở mắt nhìn Tư, nói: "Ta vẫn còn sống. Đúng là con đã giết được nó rồi. Con dao đó chính là con dao mà sư phụ đã đưa cho ta năm xưa." Vừa nói thầy Tàu vừa thổ huyết sau một trận ác chiến với con quỷ đổi xác người. Tư gật đầu: "Con biết rồi, sư phụ đừng nói nữa, để con lấy thuốc cho thầy." Lúc này ông Phúc cũng lồm cồm bò dậy, dường như ông cũng bị gãy xương sau cú quăng của con quỷ. Tuy nhiên ông vẫn gượng dậy bước đến chỗ thầy Tàu, cố gắng lắm cả hai mới đưa thầy Tàu xuống được phòng bên dưới. Bãi chiến trận trên tầng 2 trở nên bốc mùi thối rữa, gương vỡ, máu me vương khắp sàn nhà. Nhìn thầy Tàu nằm im không cử động, Tư lo lắng nói với ông Phúc: "Trong làng có ai chữa được bệnh không? Ông cứu thầy tôi với." Thầy Tàu nói chậm rãi: "Không được, nếu gọi người đến con sẽ bị đánh chết." Tư đáp: "Nhưng con quỷ đã chết rồi mà." Thầy Tàu hổn hển nói: "Chưa đâu, khi con đâm nó, ta thấy nó không có trái tim. Thứ trên tầng chỉ là xác thôi. Và giờ nó chỉ còn là một bãi bùn nhơ nhớp rửa ra từ thịt người chết, không chứng minh được gì. Còn phải..." Chưa nói xong thì thầy Tàu nhắm mắt. Tư gào lên: "Sư phụ, sư phụ, người không thể chết được." Nhưng khi gục đầu xuống người thầy Tàu, Tư thấy tim của ông vẫn đập. Vội vàng Tư nói với ông Phúc cũng đang ôm bả vai bị thương ban nãy: "Ông đun ngay cho tôi một nồi nước nóng, thầy tôi vẫn còn sống. Trong tay nãy của thầy tôi còn những phương thuốc cứu người, chữa lành vết thương rất hiệu quả. Tôi sẽ cứu thầy." Ông Phúc gật đầu rồi cắn răng chịu đau chạy đi đun nước nóng. Lúc này Tư vội lấy tay nãy của sư phụ, miệng lẩm bẩm: "Xin phép thầy cho con được mở những thứ này ra để cứu người." Trong tay nãy có một số hộp đựng thuốc, tuy nhiên tất cả đều được ghi bằng chữ Trung Quốc. Tư mở mấy quyển sách ra cũng vậy, chỉ toàn chữ Trung Quốc, nhìn không hiểu gì. Có thuốc nhưng lại không biết nên sử dụng loại nào khiến Tư trở nên mất bình tĩnh. Nhưng nhớ lời thầy dặn, Tư cố kìm nén sự bốc đồng. Mở tất cả các hộp thuốc ra, Tư nhìn chăm chăm vào từng hộp và cố nhớ lại xem những lần chữa bệnh cho người khác thầy Tàu đã dùng loại nào. Cố vắt óc nghĩ xem loại nào Tư đã nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, gà đã gáy báo hiệu trời sáng. Khi đun nước xong, ông Phúc nhẹ nhàng lau từng vết máu trên người thầy Tàu. Đồng thời lúc này Tư cầm một viên thuốc đen đen được vò tròn tiến lại chỗ thầy Tàu nói với ông Phúc: "Hy vọng là tôi đúng." Chap 24. Mắt đỏ. Ông Phúc nhìn Tư với vẻ mặt đầy lo lắng, khẽ hỏi: Cậu chắc chứ?" Tư lưỡng lự: Tôi chắc, mà bây giờ cũng không thể làm khác được. Tôi chỉ nhớ một lần nhìn sư phụ cho một thằng nhóc ăn cái viên này. Nghe mẹ nó nói thằng nhóc bị chảy máu trong, dạng như nội thương. Mà tôi cũng không nhớ là viên màu đen hay màu nâu nữa. Trước giờ tôi không học mấy cái này, tôi chỉ học cách xem mã, bốc mộ, rửa xương, đào huyệt." Ông Phúc tròn mắt: "Thế lỡ cậu cho thầy uống sai thuốc thì sao?" Tư đáp: "Dù sao cũng là thuốc, không bổ ngang cũng bổ dọc, còn hơn để thầy tôi nằm như thế này. Hơn nữa nếu thầy mà không tỉnh, mọi chuyện chưa xong đâu. Ông cũng nghe thấy còn gì." Ông Phúc không dám cản nữa, bởi những lời Tư nói là đúng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tư khẽ đẩy miệng thầy Tàu mở ra rồi đưa viên thuốc vào.
nâng đầu thầy tàu dậy, Tư cho thầy uống chút nước xong nhẹ nhàng hạ xuống. Chỉ có một bài thuốc là Tư rõ nhất, đó là thuốc chữa xương cốt. Bởi chính Tư đã được sư phụ dùng loại này bó cho trong một lần bị rạn xương khi nhấc quan tài ra khỏi huyệt. Thứ thuốc màu trắng trắng nhuyễn như vôi này là một loại thuốc dùng để đắp khi gãy xương. Lập tức Tư đắp thuốc vào tay cho sư phụ, sau đó dùng nẹp cố định những phần bị gãy rồi băng bó lại. Tuy nhiên Tư làm khá vụng về. Làm xong Tư lau mồ hôi hột, khẽ nói: không biết mình cố định có đúng không nữa. Quay sang nhìn ông Phúc đang ôm vai tỏ vẻ đau đớn, Tư bảo: ông lại đây, sẵn thuốc tôi đắp luôn cho ông. Khổ nổi, nãy giờ nhìn Tư nẹp xuông cho thầy Tàu, ông Phúc cũng gai hết người. Mỗi lần Tư kẹp thanh nẹp vào tay thầy Tàu là một lần ông Phúc nuốt nước bọt kinh hãi. Lúng túng, ông Phúc đáp: thôi, thôi, để lát nữa tôi tự đi xem, cũng không phải gãy, hình như trực khớp thôi. Nhưng Tư không chịu. Dường như sau khi chữa cho thầy Tàu xong, cái máu thầy thuốc trong Tư bỗng trỗi dậy. Tư kéo ông Phúc xuống ghế rồi vạch áo ra xem phần bả vai. Chỗ bả vai có hơi sưng tấy, nắng nắng một vài chỗ, Tư hỏi như thần y: chỗ này có đau không? Ông Phúc nói: chỗ đấy không đâu. Tư ấn chỗ khác rồi hỏi lại câu vừa rồi. Lần này ông Phúc thét ầm lên: Đâu chết được. Tư gật gù: may quá, đúng là trực khớp thật. Ông ngồi im nhé, ngày bé tôi có nắng khớp cho con hen nhà tôi. Ông Phúc thở phào: con hen là em cậu à? Tư trả lời cụt lũn: không, nó là con chó nhà tôi. Vì nó gầy nên tôi gọi nó là hen, trong từ hen xuyển ấy. Ông Phúc tái mặt chưa kịp phản kháng thì một tiếng cục vang lên. Lúc này ông Phúc mới: đâu? Nhưng ngay sau đó mặt ông Phúc khẽ giãn ra, ông cửa cánh tay thấy không còn đau nữa. Ông cử động mạnh hơn thì quả thực tay ông đã hết bị trật khớp. Tư nói: sao, hết đau rồi phải không? Ông Phúc cười, vui mừng: hết thật rồi, cậu giỏi quá đi mất. Mà thật là cậu chỉ nắng khớp cho con chó thôi hả? Tư cười đáp: tôi đùa cho ông không chú ý vào chỗ đâu thôi. Nhà tôi không nuôi chó, cái này là tôi học được của ông ăn mày trong làng tôi đấy, yên tâm đi. Ông Phúc nói: thế mà làm tôi hết hồn. Tư quay lại chỗ thầy Tàu, khẽ cúi đầu xuống nghe xem tim của ông còn đập không. May mắn là thầy Tàu chỉ bất tỉnh mà thôi. Ngồi trong thầy, Tư hỏi ông Phúc: sao trên tầng lại có nhiều gương vậy? Ông Phúc đáp: thì cậu không nhớ cái hôm đầu mà thầy nói chúng ta chuẩn bị mỗi người một việc à? Tôi được giao cho trong hôm đó phải lắp thật nhiều gương vào trong phòng, sau đó phải phủ vải đen che đi. Tôi tưởng cậu cũng biết. Tư đáp: hóa ra hôm đông người chuyển đồ vào đây là họ chuyển gương đến à? Sao tôi biết được, vì lúc đó tôi đang canh cho sư phụ làm bùa bên trong. Với lại họ chuyển gương lên cũng đều phủ kín vải. Ông Phúc nói: thì thầy dặn tôi thế mà. Mọi việc phải làm một cách bí mật, bởi thầy sợ trong làng có tai mắt hoặc sợ con quỷ sẽ biết. Thế còn cậu làm gì? Tư trả lời: tôi dùng muối trắng đã được đảo nóng rồi trộn chung với gạo nếp giã nhuyễn, sau đó rải một vòng bao quanh ngôi nhà. Còn nữa, thầy dặn tôi đun nóng rượu với thật nhiều gừng, giã nhỏ. Xong xuôi tôi đổ vào chậu nhỏ mang lên cho thầy, nhưng cũng không được vào trong phòng. Cả hai im lặng nhìn nhau, vẫn không thể hiểu nổi thầy Tàu đã làm những gì trong căn phòng lúc đó. Tư chỉ biết khi Tư nghe thấy tiếng gương vỡ lần thứ hai thì không thể chịu nổi nữa. Dù rất sợ nhưng Tư vẫn đạp cửa xông vào. Và quả thực Tư suýt chết khi bị dọa cho đến không cử động nổi. Tư chỉ nhớ được rằng mình đã điên loạn khi thấy con quỷ bẻ gãy tay sư phụ lúc ông cố giữ nó và bảo Tư chạy đi. Sờ tay vào túi, Tư lấy con dao màu đỏ như máu có cán được quấn dây gai ra nhìn ngắm. Chắc chắn con dao này vô cùng đặc biệt. Mọi chuyện cứ như được ông trời sắp đặt. Vào cái ngày hai thầy trò tìm đến ngôi chùa ma, vì cảm nhận được sự nguy hiểm nên thầy Tàu đã giao lại con dao cho Tư như một tín vật. Tư cũng không thể ngờ rằng hôm nay chính Tư lại dùng con dao này để cứu mạng tất cả mọi người. Vốn là người trân trọng sư phụ nên Tư luôn giữ con dao trong người. Nhìn nó chỉ có màu đỏ là đặc biệt,
còn lưỡi dao cũng đã cũ, đôi chỗ còn bị mẻ. Vậy mà những nhát dao tư đâm vào người, vào đầu con quỷ đều khiến nó gầm rú lên một cách đau đớn, cho đến khi cả cái xác bất động, từng mảng thịt rã xuống. Con dao quả thật đặc biệt. Mấy chục năm qua, có lẽ ngay bản thân thầy Tàu cũng không hiểu dụng ý của vị đạo sĩ năm xưa khi cho ông con dao là có ý gì. Một lần nữa, câu chuyện về vị đạo sĩ cưu mang thầy Tàu tiếp tục được khẳng định. Ông ta có thể tiên đoán được sự việc. Dù đuổi thầy Tàu đi, nhưng vị đạo sĩ luôn bên cạnh giúp đỡ người đệ tử khốn khổ. Bản thân thầy Tàu khi nhìn thấy con quỷ bị hạ bởi con dao cũng đã nhận ra điều đó. Nhưng ông nói đống bùn nhão từ xác thối kia chỉ là phần xác, nó vẫn chưa chết. Nhưng chi tiết thế nào sẽ không ai biết nếu như ông cứ mãi bất tỉnh thế này. Lau mặt cho thầy, Tư nhìn những nếp nhăn trên gương mặt già nua, gầy gò, đã trải qua gần hết cuộc đời vẫn không cách nào cứu rỗi được bản thân mà thoáng đau buồn. Thầy không thể chết được, chắc chắn như thế. Vì thầy nói con đường nợ nghiệp của thầy vẫn chưa trả hết. Trời bừng sáng, ông Phúc bắt đầu đun nước ngũ vị, thắp nhang trầm theo lời Tư dặn. Sau đó ông bí mật lên trên tầng 2 dọn dẹp những gì còn sót lại sau cuộc ác chiến đêm qua giữa ba người và con quỷ. Cái xác giờ đây chỉ còn là một bãi bùn đen xì thối hoắc. Cả căn phòng bốc lên một mùi xú uế của tử thi. Phải mở hết cửa phòng cho ánh nắng chiếu vào. Gần một ngày, ông Phúc mới dọn dẹp xong bãi chiến trường. Làng thượng hôm nay yên ắng vô cùng. Tiếng chim hót líu lo sau vườn khiến tâm hồn con người ta khẽ lắng lại. Ngoài đường, tiếng bước chân đi lại của dân làng trong nắng sớm có chút rộn rã hơn mọi ngày. Cả đêm qua, trong làng không có thêm đứa trẻ con nào bị bắt cóc. Đang lau dọn, bỗng nhiên ông Phúc rùng mình khi phát hiện một bóng đen vừa nhảy qua xà nhà. Một con mèo đen xì, tai dài, mõm dài, đuôi dài, đang ngồi chồm chổm trên xà nhà nhìn ông Phúc bằng đôi mắt đỏ lòm, đáng sợ. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. À, như vậy là trời, Bắp đã lo lắng quá nhiều rồi các bạn. Bắt đầu Bắp cứ sợ là vừa đọc mà kiểu vừa phập phồng lo sợ làm sao á. Thứ nhất là sợ là kiểu hai mọi người đang đánh nhau ha, xong cái dân làng kéo đến. Tại vì Bắp không hiểu sao Bắp vẫn kiểu như chấp niệm á các bạn, chấp niệm với cái bà bán hàng nước dễ sợ luôn á. Dấu ấn trong đầu, dấu ấn trong tâm hồn mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai á. Kiểu như là thấy bà nhiều chuyện quá, cho nên cứ sợ là bà sẽ đi mét dân làng, rồi đang đánh nhau với con quỷ thì dân làng kéo đến, rồi lại máu me đổ ra tự lưu hột me hết. Nhưng không, không các bạn ạ, thôi, bác sẽ buông bỏ chấp niệm với bà hàng nước. Bà hàng nước ơi, bà hãy cứ bán nước dưới gốc đa nha, con sẽ không để ý nữa đâu. Tại vì mỗi lần để ý là cứ nghĩ xấu cho người ta, trời, người ta cũng nhiều chuyện, nhưng mà chắc là cái lúc đó là không thấy, chứ bà thấy là cũng có chuyện xảy ra rồi. Với lại người ta cũng già cả rồi, làm sao mà còn có một cái con mắt tinh tường đến độ mà có một cái cơn gió nó thoáng qua là nhìn thấy được cái người đó. Cho nên thôi bỏ qua chuyện bà hàng nước đi. Chấp niệm về bà hàng nước các bạn à. Quay trở lại về cuộc chiến giữa ba người và con quỷ. Rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức, bởi vì con quỷ nó quá là mạnh đi. Nó là quỷ mà, quỷ đấu với người, làm sao mà người đấu lại quỷ được. Nhưng mà cuối cùng may mắn là cả ba người đều có thể sống sót. Mà nói về ba người sống sót thì lại thêm một cái thiệt ở các bạn vừa đọc mà vừa yếu tim á. Kiểu như là mình đã cùng với nhau trải qua cái cuộc phiêu lưu này và cùng với nhau hiểu về cuộc đời của thầy Tàu nè, thì chúng ta cũng có tình cảm với những nhân vật ở trong câu chuyện này chứ, đúng không? Đặc biệt là Bắp cảm thấy thầy Tàu là một người rất là tội nghiệp nữa, khi mà giống như Tư thấy đó, từ nhỏ là thầy Tàu đã bị mồ côi. Sau đó số phận lớn lên, tưởng đâu là có một mái ấm gia đình, nhưng không ngờ lại có thảm kịch xảy ra. Và sau khi thảm kịch xảy ra, thầy Tàu cứ như vậy thui thủi sống một mình thôi. Đi làm rồi lấy tiền đi công đức, đi công quả, để mong là có thể tích đức cho vợ con của mình nơi chính suối. Nhưng mà may mắn của thầy Tàu là sau này nhận được Tư làm đệ tử, thì có thể đó là cái điều an ủi trong kiếp này của thầy Tàu. Thì khi mà mình nghe đến như vậy, mình thấy thầy Tàu rất là tội nghiệp luôn. Và cho đến cuối đời, thầy Tàu vẫn có một cái tâm niệm là giúp đời, giúp người, khi mà cố gắng giết chết con quỷ đó để cứu tất cả những người dân trong làng. Mà trong cái lúc mà đánh cái con quỷ đó, thì mình tưởng tượng là ông thầy Tàu á, ông rất là già yếu rồi, nhìn ổng bề ngoài giống như 100 tuổi vậy đó, yếu lụm khụm như vậy nè. Con quỷ thì nó mạnh, nó rất là hung dữ, trong khi dồn nó vô trong phòng và ở xung quanh nó là có lửa bùng lên và có những cái tấm gương kế bên
rọi vào nó khi mà nó đau đớn la hét. Thì một cảnh tượng là một cái con quỷ nó đang đau đớn la hét, nhưng mà nó cũng cố gắng hết sức để vùng ra bên ngoài, nó cũng cố gắng hết sức để chống chọi lại. Còn một bên là một cái ông già ốm tông ốm teo, lũ khụ, da nhăn nheo, rồi ốm yếu, trông rất là kiểu như khi mà đọc tới đó, tưởng tượng ra khung cảnh đó, bất cứ kiểu thầy Tàu đừng chết như thầy Tàu, đừng chết như thầy Tàu đừng gục ngã. Rồi cho đến khi mà con quỷ phá vỡ được những cái tấm gương, sau đó thầy Tàu đi tới và đóng đinh lên người của con quỷ, rồi bị con quỷ chụp cái cánh tay và bẻ cái tay của thầy Tàu. Thì bây giờ là hai bàn tay là bị nát bét rồi đó các bạn, hai bàn tay là bị gãy xương tanh bành rồi. Tới hồi mà thầy Tàu nói xong cái ông nằm xuống, cái ông xỉu lơ cái ông nhắm mắt lại luôn á. Lúc đó là ủa thầy Tàu, ủa alo thầy Tàu, tỉnh dậy đi thầy Tàu. Mà may là khi mà Tư nghe nhịp tim của thầy Tàu thì vẫn thấy là tim còn đập, người vẫn còn hơi ấm, không sao hết, thầy Tàu vẫn có thể cứu được. Chưa có cái tập nào mà đọc mà bắp cứ kiểu đừng chết nha, đừng chết nha, đừng chết nha. Và may mắn là không chết, may mắn là thầy Tàu không chết các bạn à. Mà làm sao mà kiểu như là bây giờ bắp lại có một nỗi sợ mới đó các bạn. Bây giờ thầy Tàu nói là con quỷ chưa có bị diệt trừ, bởi vì trong cái xác của cái con quỷ đó không có trái tim, thì nó chỉ bị, nó là một cái xác sống bị sai khiến thôi. Còn cái người đứng sau tất cả mọi chuyện á vẫn không bị gì hết. Và bây giờ bên kia thì có vẻ như chỉ mất một cái công cụ, chỉ mất một con cờ thôi. Còn bên đây là banh chành rồi, thầy Tàu là bị tan nát rồi, cơ thể thì bị đả thương đến mức trầm trọng như vậy, không tỉnh, chưa tỉnh lại được. Còn Tư thì vẫn đâu có được sư phụ dạy gì nhiều ngoài việc bốc mộ đâu. Còn ông Phúc á, thì lại không biết gì hết. Nhưng mà trong suốt những tập vừa qua thì phải nói là ông Phúc là một người cực kỳ tốt bụng và thực sự đối đãi với thầy Tàu và Tư một cách chân thành. Đến độ là khi mà thập tử nhất sinh, khi rơi vào trong cái hoàn cảnh đó, ông vẫn dùng lấy hết sức can đảm của mình để đi đến và cầm cái cây gậy đánh vào người của con quỷ. Cảm thấy cái tình cảm kính nể của ông Phúc dành cho thầy Tàu, cũng như là cái sự quan tâm đã không còn là người ngoài nữa mà giống như là người thân trong gia đình. Và cả ba người cùng với nhau đoàn kết để tìm cách tiêu diệt cái con quỷ đó. Thì cảm thấy cái đó là một cái điều rất là hay và rất là thiêng liêng, là một cái tình cảm rất là thiêng liêng ở bên trong cái câu chuyện này. Thực sự là khi mà đọc cái chuyện này có mấy đoạn mà bắp quắc cười á các bạn, không có đang đọc mà mắc cười đó, phải rải ráng nín cười lại để mà đọc. Nghĩa cái đoạn mà Tư bẻ cái vai cho ông Phúc rồi nói con hen nhà tôi có bẻ vai cho con hen nhà tôi. Ông Phúc hỏi con hen là em cậu hả? Không, con chó nhà tôi. Trời ơi, đọc tới khúc đó cũng tụt huyết áp luôn á các bạn. Cứ gặp mình mà ông Phúc chắc cũng bị tụt huyết áp, bị xỉu tại chỗ, xỉu ngang tại chỗ luôn á. Kinh nghiệm thâm niên chửi bệnh cho chó thôi chứ chưa bao giờ chửi cho người. Nhưng mà sau cùng thì mình mới biết là Tư nói giỡn thôi, đùa thôi, giỡn mà chắc vui. Giỡn chắc vui ghê. Chỉ là muốn để cho ông Phúc, ông bị phân tâm, ông không có chú ý vô cái vết đau của ông thôi. Nhờ vậy mà bẻ một cái là vô cái khớp là ông không có bị đau nữa. Và đó là tất cả những gì xảy ra trong câu chuyện ngày hôm nay. Tưởng chừng như là đã giải quyết được vấn đề nhưng mà chưa có gì giải quyết được cả. Chúng ta phải theo dõi thêm những tập tiếp theo để biết là cái người đứng sau tất cả mọi chuyện, cái nhân vật đó lợi hại và độc ác đến mức độ như thế nào. Khi mà đã hóa thân thành quỷ, ăn thịt biết bao nhiêu là đứa trẻ. Đầu tiên là ăn thịt những loài động vật và sau đó là ăn thịt biết bao nhiêu là đứa trẻ. Nhưng mà bây giờ vẫn dửng dưng thực hiện cái tội ác đó mà không cảm thấy mảy may một chút tội lỗi nào cả. Và chúng ta sẽ có thể biết được thầy Tàu, Tư cùng với ông Phúc sẽ cùng với nhau hợp sức để trừng trị cái kẻ đó như thế nào. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo ở trên kênh BBMap Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.